Listen. Focus. Đánh đầu lại. Lát lớn, trời ơi, dở, nó hết e rồi. Ê. Trời ơi. Kiểu bỏ ai. Ủa, sao chết rồi? Bơ không che cho nó à? Bỏ gơ nó quá vậy. Nhìn AD mà nó thảm với người ta. Ui cha. Ồ, nó ăn gồng luôn kìa. Nó ăn gồng luôn kìa. Ồ. Lỡ phóng lao. Ác ồn thiệt chứ. Nó không đụng mình nè chứ nó gỡ được chứ. Mà quay không? Ồ, ai? Mời đi. Ăn được con gồng luôn mà đẹp ha. Con gồng được bao nhiêu nam này? 5% rất mạnh. Mình không cắn gồng bạn, mình sợ không đủ đam chứ. Cắn cái quê trong ngựa. Không có con Nida này, không có quê cho mục tiêu á, không có, không có đam chí mạng, nó yếu rồi. Mình ít khi nào mình dồn thường á, dồn thường ít tiêu. Có lao quê cũng được 400 đam chứ không có lao là cũng bốc đó. Còn lắc không bạn, mình nghĩ là không á, mình đang chơi cảm thấy rất là mượt. Nó khổ dữ rồi. Ơ gọi đủ đeo lấy được chủ đầu luôn, phải mất thời gian luôn, mất thời gian luôn mà. Đánh nhiều quá không có góc không lao rồi chứ. Mất chủ đầu giúp nó rồi. Nó đẩy quay này nó đơm chủ đầu không à. Thôi ra nuôi AD lại đi. Quay này hơi chua, hơi chua. Hơi chua. Hay luôn. Hay luôn, tuyệt vời luôn, 10 điểm.
Chết luôn. Trời ơi, sao xui cái đó vậy mấy ông thần vậy. Ở bên này sáng này không chịu đi chui vô tối không mà. Thích bóng tối lắm. Jungle never sleeps.